Bắt đầu quay rồi đấy. Thôi không quay nữa đâu. Hướng dẫn ăn cháo trai. Giới thiệu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi được đi ăn cháo cùng với rất là nhiều dai đẹp. Xin giới thiệu bên cạnh là dai đẹp của giới thiệu. Giới thiệu với anh chị, tôi là bác sĩ Thu Y. Cái con đồ này rất là tuyệt vời khi mà được lên Phú Thọ ăn cái món đặc sản mà chị Kiên Loan chị giới thiệu. Cũng hy vọng rằng là nếu như anh chị em nào mà đặt chân đến đất Việt trì Phú Thọ thì hãy ghé thăm cái quán cháo trai rất là tuyệt vời như này. Tiếp theo là đây là Mr. Mạnh. Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay mình đang ở Việt trì Phú Thọ và vài hôm nữa thì khả năng sẽ diễn ra là trận bán kết của SEA Games 23 bóng đá Việt Nam. Khả năng mấy hôm nữa là mọi người đến đây xem bóng đá thì nhớ rẽ vào cái quán cháo trai tên là gì đấy, tí nữa giới thiệu sau. Mơ có quay không? Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình tâm hồn ăn uống đấy, cho nên là hôm nay được mời tất cả mấy bạn là xuống đây để thưởng thức cái em. Lúc đầu mình không giới thiệu là cháo trai đâu, lúc đầu mình bảo mọi người là đi ăn cháo cà. Mọi người không biết cháo cà gì nên mọi người rất là phấn khởi đi theo. Và đến đây thì nó không phải là cháo cà mà là cháo ăn với cà ghém. Đấy, món cà ghém này rất là ngon. Nhưng mà đi lấy một cái lon cà ghém khác lại đây. Mọi người lên Phú Thọ nhé. Thì là nếu muốn ăn cháo ngon thì hãy liên hệ ngay với em Tuyên Loan để được ăn những bát cháo ngon nhất. Và sau cái video này sẽ là một video hướng dẫn ăn cháo trai. Thằng đứng sạc cái ưu thế này.